tôi xin thay mặt cho họ tập để tiến hành làm lễ cúng dỗ tổ ông nội. Chắc cũng cỡ 47 kính thưa quý họ tập, tôi xin thay mặt trong họ tập thành thật cảm ơn quý thân tộc dòng họ bà con cô bác gần xa. Hôm nay ngày 17 tháng 2 là ngày giỗ tổ của ông nội và quý bà con về tham dự đông đúc, tôi xin thành thật cảm ơn. Kính thưa quý tộc, hôm nay là ngày giỗ tổ của nội và ông tổ, người đã dày công nuôi dưỡng tái tạo dòng họ Lê tính đến nay đã được 10 đời. Ngày giỗ tổ 3 năm một lần theo thường lệ và là cách thể hiện lòng tưởng nhớ hiếu thảo tôn kính ông cha hòa đội muôn đời. Kính thưa quý hội tộc, sự có mặt về dự lễ giỗ hôm nay tuy chưa đầy đủ con cháu cũng với nhiều lý do khách quan, đường xá xa xôi, người đau bệnh, nhưng cũng có mặt khá đông con cháu đến dự trong ngày lễ giỗ. Vì vậy tôi nhận sự có mặt này của dòng họ, tất cả chúng ta hãy cùng nhớ ngược dòng thời gian từ 100 năm về trước, cái thuở mà lúc đó những ông bà Lê lớn có mặt tại đây chưa đầu thai mà làm con cháu họ Lê, và thời gian cứ thế mãi trôi mãi cho đến về sau này mới nghe ông cha kể lại rằng ngày xưa có một gia đình dòng tộc giàu có, vườn đất cò bay thẳng cánh, lắm của giàu sang nhưng lại bạc phước, không có con nói giỏi con đường. Ông bà vọng tộc ấy là người có đức có tâm, luôn bố thí làm phước cầu độ người nghèo khổ cơ hàng, và luôn đến chùa cầu tự để được mọn con nói giỏi. Nhưng phước bất tình lai quả vô đương chí, vợ ông đã nhiều lần thọ thai nhưng hữu sanh vô hiệu, vì vậy gia đình giàu có ấy sống vô vị không lưu giàu sang, nhưng không hạnh phúc vì thiếu tiếng khóc tiếng nói của trẻ thơ. Chính trong những lúc đau buồn tuyệt vọng đó thì người vợ lại mang thai mà lòng vẫn khổ vẫn lo, vì đã bao lần sinh nở nhưng nào có giữ được hài nhi, giờ lại mang thai lòng cứ lo cứ ám ảnh, liệu sợ có giống như những lần trước sinh nở chứ không. Và có ai đâu ngờ chính cái lúc buồn lo đến nhói tim nát ruột đó, vị cứu tinh lại xuất hiện như vị bậc thần đưa tay bớt lấy kẻ cầm lưng bể khổ, và vị cứu tinh đó chính là ông đậu, tức là hôm nay chúng ta làm lễ tưởng nhớ đậu. Tới nhà cảm thấy được nỗi đau, nỗi ước ao có con của một gia đình giàu nguyên đức thương người nhưng đầy nỗi bất hạnh, và rồi đội đã nhận nuôi khoáng bào thai trong bụng mẹ vừa tròn 3 tháng tuổi. Nhờ sự cứu rỗi đó của đội nên lần mang thai này nhị hoa đã đơm bông kết trái rực rỡ khi nắng hạ được mưa xuân. Đến đúng 9 tháng 10 ngày ngày khai hoa nở nhị đã sinh được một hoàng nam bự bẩm đẹp xinh. Người con trai quý tử ấy chính là ông Lê Văn Quý tự Úc, người con đầu đồng thời cũng là người con út của dòng họ Lê, người đã được bàn tay ông đội nhận nuôi dưỡng trong khi mang thai cho đến sinh nở và trưởng thành. Hiện ông đang nằm an nghỉ phía sau miếu đội, và từ đó các con của ông Lê Văn Quý sinh được 5 trai 4 gái, 1 là ông Lê Văn Phong, 2 bà Lê Thị Mọi, 3 ông Lê Văn Danh, 4 Lê Thị Thiện, 5 ông Lê Văn Quyên, 6 ông Lê Phú Nhận, 7 bà Lê Thị Xéo, 8 bà Lê Thị Cồng, 9 là ông Lê Phú Giác. Đó là sơ qua lượt về tiểu sử của đội cho quý bà con cháu dòng họ hướng dẫn. Và trước khi làm lễ dỗ, tôi cũng xin thay mặt trong dòng họ tộc một phút để
im lặng để tưởng niệm tới một người ông Lê Văn Tám đã từ trần vào 2015, tức là sau cái ngày lễ dỗ này vào tối 6 giờ mấy ông đã mất. Ông ra đi biển biệt nhưng niềm thương yêu nối tiếp chúng ta không bao giờ nguôi, vì mất một người ông đã từng kề sát quê nhau lo cúng ông đội. Và thêm một cái buồn nữa là một ông Lê Văn Nhã, ông đã đau và hôm nay về dự không được. Đó là một cái nỗi niềm mình cũng rất đau xót. Rồi bây giờ trước khi tiến hành cúng lễ cúng, rồi xin mời ông Tân Phúc đứng dậy rót rượu và quý bà con chúng ta đến thắp hương trước miễu thờ cúng đội. Rồi.
để góp vui lễ đội hôm nay. Giỗ tổ anh Hương, người ca một bản phục vụ ca trước phía sau, kính mời anh. Nhau
Nam nhớ mãi lời này không có ca. Anh em ra về cùng nhau ta xin hợp này. 1, 2, 3, 4, 5. Anh em ta về cùng nhau ta xin hợp này. 5, 4, 3, 2, 1. Cùng nhau bước nhé. 2, quay mặt nhìn nhau đi. 3, nhớ rằng chúng ta cùng bề anh em một nhà. 5, nhớ mãi lời này trong câu ca. Cắt cùng cùng, cắt cùng cùng cùng. Quốc lộ ô mập bùng trong anh ngơ. Sắp bên bò ngụm chán chài thương. Người bùng bò sẵn có chặt đây. Người vô đây nghe khúc nhạc hay. Khúc nhạc quê hương gì bên mùa. Dân bên ta cái bụng không đa nhớ dài phong. Về Nam đi dù đường đất đầy thân. Về Nam đi mà thế giới yên bình. Cùng chọn chân một chàng lên. Về Nam đi nhìn những khổ đau bằng niềm tin.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chỉ muốn nói em một điều mà bấy lâu mất mãi trong tim. Oh.